tình. Hạnh phúc mà trong đau đớn lắm chị ơi. Nóng tính, em vui, cái đẹp như cái bực mất tủ lạnh. Bây giờ là em thành nô sinh rồi. Em thì quan điểm tình cũ không rủ cũng tới. Thuận nói rằng là chắc chắn là hai người trạc tuổi như nhau đúng không? Dạ không, em năm nay 28 tuổi, vợ em chỉ mới có 21 tuổi thôi. Đâu sao đâu, lớn nhau có 7 tuổi. Rồi, hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Phan Quang Được, năm nay em 28 tuổi và hiện em đang là kinh doanh tự do. Chồng tên Được, vậy thì vợ tên gì? Dạ em tên là Lương Hoàng Bảo Ngọc, năm nay em 21 tuổi. Hay ha, Được Ngọc. Hai bạn quen nhau khi nào? Hôm đó là có bạn của em Hoàng Nha Trang đi vô trong này chơi, có rủ em đi chơi chung với lại đám bạn của anh này. Ngồi nói chuyện một hồi sau anh này mới tới. Rồi ngồi nói nhiều quá em không thích. Nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy đúng không? Dạ. Rồi cái ấn tượng ban đầu của Được về Ngọc thì như thế nào? Em ấn tượng Ngọc ban đầu là sao mà mình nói ủa sao mà gái Nha Trang sao mà trắng dữ vậy? Mình nghĩ ở biển là phải đen thôi chứ sao mà trắng được. Thì em thấy trắng quá, chắc chắn mình phải vệ sinh được số điện thoại cô này để mình hỏi nguyên nhân sao mà trắng như vậy được. Rồi sau khi xin số điện thoại thì em có nghĩ rằng là ảnh cua mình không? Dạ có, thì ngồi trong bàn lúc nào cũng nhìn em hết. Ăn xong rồi đi hát karaoke, ảnh cứ lại thôi cho anh xin số điện thoại đi, thì em cũng cho luôn. Cho thì thấy mấy ngày hôm sau thèm gọi điện thoại luôn. Có số điện thoại rồi sao không gọi? Sự là bữa đó em cũng hơi quá chén, mình cũng không nhớ được là cái số nào mình gọi nữa. Bẵng đi thời gian á thì vợ em gọi, giờ anh có rảnh không? Anh có thể chở em đi uống cà phê hoặc đi dạo thành phố được không? Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao mà em lại điện thoại cho ổng? Dạ. Khi mà mấy bữa ổng thèm điện cho mình mắc mới thì mình phải điện cho ổng chi? Thì hôm đó em cũng bất tình thôi chị. Đang bất tình. Qua chương trình này mới biết là mình bị anh chứ không phải. Chết rồi. Là mình là người thay thế đó vậy. Chết rồi. Bữa giờ tự tin lắm nha, giờ mới phát hiện được. Bởi vì mới nói là ai đến chương trình này thì nói chung phải cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son á không? Giờ chương trình này mới biết tổng được cái chuyện. Biết một số thứ. Rồi, cái lúc mà tìm hiểu nhau á, dạ, thì ai là người tỏ tình? Sau một thời gian đi chơi với nhau mà em chả thấy nói gì hết, em mới nhắn tin cơ. Anh muốn giờ sao? Anh mới nhắn tin lại. Sao là sao? Em mới nói là ủa chẳng lẽ bữa giờ đi chơi á anh cứ như vậy hoài hả? Thì mới nói là em tự hiểu đi. Không, anh phải nói ra. Lúc đó mới nói là ờ thì thôi hai tụi mình quen nhau đi. Thì ra tỏ tình mà trong cái thế là bị gài đó. bị ép, bị gài đó. Lúc đó Ngọc cũng thẳng thắn quá, nói hỏi giờ là vấn đề của mình như thế nào thì là nhưng mà sao mà lâu vậy mà em không chịu tỏ tình mà em phải để bị thúc ép làm chi? Hay là vướng mắc cái gì đó? Thực sự là em nghĩ là cần phải thời gian tìm hiểu nữa. Lúc đó vẫn chưa có hiểu hết được tính của Ngọc đó, là cái nào phải dứt điểm cái nấy. Có nghĩa là quen hay không quen để biết, chứ không phải là cứ 50-50 là kiểu là bạn thôi. Sau khi Ngọc nói đó thì em nói nếu mà em đã hỏi sao rồi á thì bây giờ hai đứa mình quen nhau. Vậy thì tỏ tình bao lâu thì hai bạn mới đi đến kết hôn? Là tầm khoảng một năm sau bắt đầu là tụi em mới nghĩ tới việc hôn nhân. Rồi sau khi cưới nhau về thì ở chồng em có một sự thay đổi đột ngột không? Nóng tính, em vui. Đập đồ hay là? Dạ có, vợ chồng cãi nhau. Em vừa mới nói em lúc nào em cũng ép đặt anh hết. Đang đứng ngồi ghế đẹp với cái bực mất tủ lạnh. Đạp cái ghế mà mất tủ lạnh. Nó dằn đó chị. Rồi. Sợ thiệt. Rồi ham vui là ham vui làm sao? Dạ. Đáng lý cái người ham vui phải là vợ chứ, vợ còn nhỏ mà. Dạ. Sao lại là chồng ham vui là sao? Bạn bè rủ đi nhậu, đi làm một hai chén đi luôn, không thèm nhắn tin gọi điện thoại nói vợ gì hết. Em thấy ủa sao 7 giờ tối rồi vẫn chưa về. Em mới gọi điện thoại. Mà mới có 7 giờ mà chi mà kiểm tra chi gắt gao dữ vậy? Thì hứa với phải em là 12 giờ thì dạ, nó này khổ tâm đó mà. Nhưng mà em kiểm tra chồng em bằng cách nào? Em biết là đi nhậu với bạn nên em kêu thôi anh gọi FaceTime đi để em coi ở đó có ai. Gọi FaceTime. Rồi cái này gọi FaceTime để mà nhìn mặt từng người coi nhậu với ai, quan trọng trong đó là có con nào hay không. Mà em cảm thấy là sung sướng hạnh phúc không? Tại vì vợ yêu vợ mới làm vậy mà. Dạ, nhưng mà em nói chị hạnh phúc mà trong đau đớn lắm chị ơi.
Chị cầm cái ly lên mà nước mắt lưng chồng sao mà. Trời ơi, nước mắt lưng chồng. Trời ơi, nghe mà thậm chí nghe nghe thương cảm làm sao luôn. Nhậu mà nuốt nước mắt một chồng. Bây giờ mình chỉ khuyên được một câu thôi, có nghĩa là thôi nếu để đừng nước mắt lưng chồng nữa thì bây giờ mỗi lần mình đi uống bia vậy đó, mình tắt wifi đi, tắt 3G đi là bà kiểm tra FaceTime cũng được. Còn không nó đừng xài iPhone nữa. Dễ gì? Dễ gì? Nhưng mà em có bao giờ mà em bắt gặp chồng em đi với một cô gái nào chưa? Cái đó thì chưa. Coi như giờ mình cứ ghen ngừa vậy đó, phải không? Em trước giống như là tiêm phòng vậy đó mà. Đề phòng. Tiêm phòng mà có tiêm nhắc nữa chị. Nhắc mà người ta nhắc 3 buổi thôi, cái này nhắc 6-7 buổi. Nhắc 6-7 buổi. Kệ, vậy đi cho nó hiệu quả cao. Đúng rồi, giờ tật xấu với bạn là gì? Ngày ghen ra thì hồi trước lúc mà quen á thì không có cái tính mà gọi là sai bật. Bữa nay là vợ em coi em giống như là người ở trong gia đình rồi. Dạ. Hồi trước một sự tiến triển dạ. Mới quen á là em vẫn còn là gọi là giống như ông hoàng, nhưng mà bây giờ là em thành nô sinh rồi. Đi qua vừa sẵn qua cái chỗ cái khăn là vợ anh lấy em cái khăn. Cái vừa đi qua cái ly anh sẵn rót em ly nước luôn. Ly nước vừa đưa ly nước xong cái bánh chưa có ba trong tủ lạnh lấy anh mở đưa giùm em nước. Mới đầu thì mình nghĩ thôi vợ mình nhỏ hơn mình, thôi mình chiều chuộng một xíu cũng sao. Thì mai mốt mà cái gì có mình có cái nhu cầu gì đó thì vợ mình chiều mình lại. Mình nghĩ mình cũng có qua có lại. Nhưng mà biết em thấy giờ em có lại không, chưa thấy có qua. Rồi ngoài ra thì vợ em có hay tò mò về những cái chuyện cũ đã qua của em? Cái đó là em nói anh là thường xuyên luôn. Cứ điện thoại em mà tên tên em ngồi sát bên em chưa kịp chụp là vợ em chụp trước rồi. Là sợ có ai nhắn tin mà hên quá bạn em bạn thân luôn. Ủa mà sao vậy Ngọc? Bây giờ em đã sở hữu được anh ấy rồi mà sao em lại có cái tính đó? Thì em thấy bồ cũ nhắn tin cho ảnh hoài. Trời ơi, bạn gái cũ mà nhắn là nguy hiểm lắm thôi nhờ. Dạ, em thì quan điểm tình cũ không rủ cũng tới. Bữa đó sinh nhật ảnh thì có một cái tin nhắn: bé chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em nhắn tin lại: ai vậy? Mới nhắn tin lại: không biết thì thôi. Em nằm mơ điện thoại em khóc luôn. Vậy hả? Vậy thôi mà đã khóc đó hả? Dạ. Em khỏi chỉ cái về bữa hai chồng đi sinh nhật về vui vẻ lắm bình thường. Lát em vô nó: ủa sao vợ mình nay xúc động quá sao khóc dữ ta. Hay đi chơi kiểu như chắc mình làm cái hành động gì đó xúc động quá khóc. Cái vô hỏi có việc gì em sao khóc dữ vậy. Nè anh coi đi. Xong cái nói tại sao người ta nhắn tin cho anh. Nói trời ơi, người ta quen anh mà không lẽ người ta không biết ngày sinh anh. Thì người ta chúc. Thì ngày xưa thì quen với mấy em cũng lớn lớn không à, xưng bằng bé không à. Thì người ta hay bé chúc anh sinh nhật vui vẻ này nọ. Thì nhớ ngày thì mình cảm ơn thôi. Ghen với cái người đó. Em thấy cái lý do đó quá là lãng đi. Tự nhiên như quen tới đâu người ta đâu có làm gì đâu mà mình đi ghen như vậy. Còn ngoài ra thì vợ em còn có cái tật xấu gì? Cái tính mà bướng con nít á, em nói mà không có nghe. Có nghĩa là cái đó mà vợ em đã nói là đúng rồi á, thì tự như mà bây giờ em có là nói như nữa thì là phải đúng. Có nghĩa là điều hai mà sai á, hãy coi lại điều một đó. Nếu như cho em một cái sự mong muốn thì em mong muốn ở vợ em thay đổi đó là điều gì? Suy nghĩ chín chắn hơn. Thứ hai nữa là nói ít đi. Nghĩa là ở nhà như cái băng cassette vậy hả? Rồi nói chung là nói rất dữ chứ à. Bây giờ là đổi lại đúng không? Hồi xưa thì chồng nói nhiều lúc mới gặp đúng không? Bây giờ thì chồng lại nói là vợ nói nhiều. Ví dụ như em muốn chồng em thay đổi gì? Chồng em quan tâm nhiều hơn với lại lắng nghe vợ một tí. Thực ra chị thấy vậy nè cưng. Vợ em coi vậy chứ còn nít lắm. Con nít đó là cái số tuổi đó nó cũng đã vẫn là con nít. Và em có muốn thành người lớn cũng khó lắm, tại vì nó phải trải nghiệm bằng thời gian. Giống như ép chuối không được đó, ép chuối không được cưng. Có những cái á là từ từ qua thời gian thì vợ em sống cuộc sống vợ chồng rồi, phải biết tự thu vén nè. Thì qua thời gian từ từ cổ sẽ lớn lên, cổ sẽ chín chắn đó. Còn trong thời điểm này á, theo chị nha, em phải chịu phần lỗ đó, là vì á ai biểu lớn tuổi hơn người ta làm cái gì. Ai biểu làm chồng làm gì. Cho nên bây giờ trước mắt em phải là người trụ cột. Trụ cột về tất cả mọi thứ. Từ kinh tế cho tới tinh thần. Rồi em gần như là cái gọi là cái cục buồm á. Vợ em là cánh buồm á. Cho nên cái việc của em là phải níu vợ em lại. Cho cánh buồm nó đừng có bay đi. Còn em á là em được khoảng trong thời gian là 2 đến 3 năm nữa để em hoàn thiện cái con nít của mình để thành một người mẹ, một người vợ, đúng không? Vậy thôi, cái khúc mắc của hai gia đình này chỉ đơn giản thôi. Vì là cô này lấy chồng hơi bị sớm cho nên rằng nó có khúc mắc chút xíu xíu à. Sao thua em lèo lái là thế nào cũng xong hết à. Đúng không? Chăm sóc cổ một chút đi, con nít mà em. Rồi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn. Là quen 10 cô thôi, anh sẽ cưới vợ. Giờ hình như anh quen tới gần 20 cô rồi á. Tại sao mà quen em rồi còn nhắn tin qua lại với người yêu cũ?
Dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Tường Vi, năm nay em 28 tuổi và em là giáo viên. Hả, còn em? Dạ em là Đình Vũ ạ. Em đến từ Bình Thuận, em là lính cứu hỏa. Vậy là hai vợ chồng em là từ Bình Thuận đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ đúng ạ. Trước tiên thì xin đại diện cho ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, thế thì bây giờ anh cứu hỏa hãy kể cho nghe cái câu chuyện mà ngày xưa anh gặp gỡ cái cô giáo này nè, ở đâu và hai người bắt đầu cái câu chuyện tình yêu của mình như thế nào. Bọn em thì nó cũng qua bạn bè. Cái cô bạn ở hàng xóm em á kêu em á, tôi thấy ông chắc ế rồi quá, để tôi giới thiệu cho bạn nhỏ bạn dạy cùng trường, dễ thương ghê lắm. Nghe thấy dễ thương nên là khoái, nghe thấy dạ phái. Kêu ok vậy tối bạn cứ gọi điện thoại cho bạn đi, tối mình đi uống cà phê. Tới quán cà phê thì cũng bất ngờ quá, vợ em thì có nước da nó hơi ngâm ngâm, nhìn người nó mập mập hôm giờ nó đó. Em cái ấn tượng ban đầu của em về Vũ như thế nào? Dạ ban đầu thì chị bạn đó rủ đi, lúc đó em đang thất tình rồi em buồn thì em đi cho vui thôi. Rồi vô thấy anh này lúc đó cũng ốm lắm, ốm hơn bây giờ nữa. Giờ đã ốm rồi đó, còn ốm hơn nữa. Dạ. Ủa Vũ, trước khi mà Vũ biết cô này thì Vũ đã trải qua bao nhiêu mối tình? Cũng nói cho thiệt vài chục mối tình đó anh à. Lúc quen là anh nói là anh định là quen 10 cô thôi rồi anh sẽ cưới vợ. Nhưng mà tính tới bây giờ hình như anh quen tới gần 20 cô rồi á. Đó thì nói chung là 10 x 2. Dạ. Thế còn em khi mà biết Vũ rồi là em chỉ duy nhất quen một mối tình rồi đúng không? Dạ trước đó em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ. Mà chị hỏi nè, bạn này là tới 20 mối tình còn em là 2, tỷ lệ nó chênh lệch nhau quá nhiều. Đó. Như vậy chắc có lẽ là em ghen bạn này dữ lắm à. Cũng có ghen ạ. Vũ có ghen gì không? Dạ có ạ. Ghen dữ không? Ghen dữ thì chỉ có ghen lúc mà chưa cưới thôi. Là có một bữa tối đó là ảnh lên nhà em chơi, hai đứa đang ngồi coi laptop á thì có tin nhắn tới. Ảnh mới hỏi là ai nhắn tới. Thì em mới nói đó là người yêu cũ của em. Dạ bực mình quá thì em nói là tại sao mà quen em rồi còn nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Rồi em chỉ nói với vợ mấy câu rồi xong em bỏ em đi về luôn. Vậy thôi đó. Em có làm gì với cái người yêu cũ của vợ không? Dạ không ạ. Sau khi cưới xong rồi thì chồng còn ghen nữa không? Cũng vẫn còn ghen với cái anh người yêu cũ đó một lần nữa. Em mới nói là mà giờ cô ấy đã có gia đình rồi, mình có yêu thì mình không nên làm như vậy, làm ảnh hưởng tới gia đình hạnh phúc của người ta. Đó em mới nói chuyện với bạn đó một số tin nhắn như vậy. Rồi từ đó đi là hết ghen luôn. Dạ hết luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy thì bây giờ là em đâu còn ghen gì nữa đúng không? Dạ không, em thì không có ghen. Bây giờ phải hỏi vợ đã, em ghen giống chồng em ghen không? Chồng em á, em nói thiệt có một cái tật xấu là thích tán gái. Đi ra đường thấy gái đẹp thì cũng nhìn theo đồ này kia. Rồi người yêu cũ vẫn còn lưu tên trong điện thoại. Rồi bạn thân là con gái thì cũng nhắn tin mà toàn nhắn nửa đêm không à. Mà em không biết được nội dung. Hỏi là hai người nhắn cái gì thì anh nói là thì bạn bè nửa đêm buồn tâm sự rồi vậy thôi. Em nói ủa vậy sao không tâm sự với vợ? Sau em nhắn cho chị đó. Em nói là nếu như sau này chị có chồng á, mà bạn thân của chồng chị á đêm nào cũng nhắn tin tâm sự với chồng chị thì chị có chịu được không? Rồi xong chị đó im, chị đó không nói mà gì. Mà hai người xưng hô như thế nào? Anh em ngọt liệm hay sao? Dạ xưng hô với nhau là cu với lại bướm. Trời. Sao mà xưng nhau nó lạ lùng sủng vậy hả? Dạ không, cái đó là do tụi em chơi thân trong một nhóm từ hồi học cấp 2 lên cấp 3 anh chị. Con trai thì tụi em thường là gọi như vậy, con gái thì tụi em gọi và gọi chọc vậy trong đám thôi. Có biết hẳn tên ra mà tụi em chỉ ghi là chữ K với chữ B thôi. Lúc mà em nghe cái xưng hô vậy em sốc không? Dạ sốc, mà em nghĩ chắc là phải thân tới mức nào luôn á mới gọi nhau cái nhạy cảm như vậy á chị. Rồi sao mà anh cũng giải thích giống như là anh giải thích với anh chị rồi thôi. Em bỏ qua. Bây giờ hết chưa? Dạ còn một vụ này hấp dẫn thôi. Vậy chưa? Dạ. Bữa đó là mùng 3 Tết, anh cũng đi chơi rồi bỏ điện thoại nhà. Em thấy anh lưu trong đó có tên của người yêu cũ anh đó. Em mới lấy cái số của con bé đó. Sau em ngồi nhắn tin em hỏi ngủ dậy chưa? Tí nữa anh rủ em đi uống cà phê rồi được không? Không thấy trả lời, mãi tới trưa mới thấy trả lời lại. Sau em nói là em chờ anh một thời gian được không? Anh với vợ anh sắp ly dị rồi. Rồi có gì anh với em sẽ quay lại. Đâu rồi? Cô này nhắn lại mới hấp dẫn là hèn gì lâu nay anh em thấy anh hay liên lạc với em là em biết là anh có chuyện rồi. Như vậy là lòi ra là chồng mình lâu nay liên lạc với cô đó chủ động liên lạc. Dạ đúng. Em lúc đó em tức lắm. Mà vừa tức nhưng mà cũng vừa vui nữa. Tại là giờ mình nắm được cái top rồi. Xong rồi bắt đầu em nói tới cái tin quan trọng nhất á là em có đồng ý quay lại với anh không.
thấy cô đó im ru à. Ổng biết là chồng em có gọi điện nói là vợ anh biết rồi, em đừng nhắn tin rồi nữa hay sao. Rồi xong em về mới tra khảo anh này. Thì anh này mới nói anh chọc cho vui thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi sao? Tính như em thì nhiều khi đi làm mà lúc nào mà rảnh rỗi á thì em hay gọi cho người này người kia hỏi thăm nói chuyện thôi, chứ cũng bình thường chứ không có gì hết á. Tự mình châm lửa nhà. Dạ. Mình có đúng không? Đúng không? Dạ. Sau này vợ em phát hiện rồi thôi em xóa hết. Bây giờ còn không em? Và em còn nghi ngờ gì nữa không? Dạ cái lúc đó là em nói là em viết đơn luôn. Em nói là mấy lần rồi chứ không phải là một lần. Mà cứ hứa là anh không có gì hết á. Xong rồi em nói vậy thôi giờ thôi ly dị đi chứ nói đi nói lại em không có tin nữa. Rồi lúc đó anh này mới nói là anh hứa từ nay không bao giờ nhắn tin rồi gì nữa. Rồi bây giờ ngoài cái tính ghen ra thì còn cái gì nữa không? Tính cách cũng hợp nhau một chút xíu, có nghĩa là trong sinh hoạt, ăn uống, em thích ăn cá, vợ em thích ăn thịt. Đó, nó nhiều cái nó không hợp nhau lắm. Cái đấy là chưa tìm hiểu kỹ. Dạ. Có nghĩa là tụi em lấy nhau nhanh quá đúng không? Dạ, trong vòng có hơn 5 tháng. Chị hỏi nè, hai đứa thực sự là muốn hiểu nhau không? Muốn gọi là để mà mình có thể vượt qua được tất cả những cái điều mà mình đang còn lấn cấn không? Dạ có chứ chị, bây giờ có con rồi cũng phải muốn là sống lâu dài với nhau cho con cái hạnh phúc, chứ đâu có phải muốn là bỏ nhau được đâu. Nên em cũng rất là muốn là mọi thứ nó được êm đẹp. Chứ không phải là lúc nào cũng căng thẳng. Vậy thì bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Thật lòng em mong muốn nhất là chồng em cư xử sao cho nó khéo giữa em với lại gia đình chồng em. Có thể là việc gì đó em làm cho nhà chồng em thì chồng em có thể nói với bố mẹ hoặc là nói với các chị để cảm nhận được là em cũng có quan tâm tới gia đình chồng. Em cũng muốn hòa hợp với các chị. Em cũng muốn mọi người yêu thương em. Chứ không phải là em muốn mọi người ghét bỏ em. Mà chồng em thì vẫn chưa làm được điều đó. Nên đó là điều em mong muốn nhất. Chị nghĩ như vậy. Đây là cái bước khởi đầu. Đây là một cái gọi là giống như viên gạch đầu tiên cho cái mối quan hệ đó. Bằng hình thức là nhân cái chương trình này. Em nói những cái gì mà em nghĩ trong lòng của em bằng một tình cảm thật nhất. Bởi vì mình không thể dối trá được trong một cái chương trình mà tất cả mọi người cùng biết như vậy. Em nói để mấy chị hiểu. Dạ thật ra thì em là không có ba, cũng chỉ có một anh trai thôi. Cho nên là em rất là muốn ở trong một cái gia đình mà có đầy đủ ba mẹ, rồi có anh, có chị yêu thương em. Cái đó là em đã cố gắng hết sức. Nhưng mà có thể là do em chưa có kinh nghiệm, rồi em chưa biết cách là hòa hợp gia đình, nên là em cũng làm nhiều điều sai sót. Nhưng mà em cũng đã rất là cố gắng rồi, chứ không phải là em không cố gắng. Mà em cũng thật lòng em là em rất là yêu thương bố mẹ. Và em không có chị mà, cho nên là em cũng rất muốn là mình có thêm những người chị. Cho nên là khi lấy được chồng, nhà chồng có đầy đủ bố mẹ và các chị. Cho nên là bây giờ nhân qua chương trình này thì em cũng mong là bố mẹ và các chị là mở lòng hơn với em. Và em cũng xin hứa là em sẽ cố gắng hết sức để mà làm tròn bổn phận của một người con, người dâu trưởng trong gia đình, một người em tốt, để có thể là mọi người yêu thương em nhiều hơn. Chị thấy là em nói một điều gì đó với bố mẹ và chị của em đi. Vợ em thì không có tiếp xúc nhiều, đi học xong rồi đi ra trường đi làm luôn, nên là nhiều khi vợ em chưa hiểu, nên là nhiều cái làm cho bố mẹ em hoặc là chị em buồn. Thì qua chương trình này thì em cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người là hãy quan tâm, hiểu vợ em một chút xíu. Rồi từ đó thì có thể vợ em nó sẽ hoàn thiện hơn, tốt hơn. Cho phép chị chia sẻ với gia đình em một chút xíu. Dạ. Là thưa với hai bác với lại là các chị của cô Vũ, nếu mà có cái điều gì mà hai vợ chồng Vũ còn non dại, chưa có biết cách xử sự thì mọi người hãy hướng dẫn và chỉ bảo, và chính bỏ làm 10. Cho nên Vân chỉ mong là qua cái chương trình này thì hai bác cũng như các chị sẽ quan tâm nhiều hơn đến gia đình của Vũ, để cho các bạn có được một cái bàn đạp, có được một cái điểm tựa thật là vững chắc để các bạn xây dựng cái gia đình nhỏ của các bạn. Yeah. Anh nghĩ là hai bạn nên có một cái hành động gì đó. Đúng rồi. Như là một cái lời hứa để mà lúc nào cũng mãi mãi gắn kết với nhau. Trời ơi, thôi nói chi mà văn hoa, bây giờ hai người đứng lên ôm nhau hứa với nhau một cái cơ nè, trời ơi. Đó. Hay quá. Yeah. Rồi. Rồi cảm ơn hai bạn. Yeah.